Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh, một cái dòng xe điện Ioniq 3.0 2021 cực kỳ đáng kỳ vọng của hãng Kymco. Cái hãng xe Kymco vừa khiến cho người tiêu dùng trên toàn thế giới đồng loạt phải trầm trồ khi họ vừa giới thiệu một cái dòng xe là Ioniq 3.0 2021 vào trong tuần tháng 3 năm 2021 vừa qua. Nhưng cái mẫu xe mới được ra mắt thuộc cái dòng là Ioniq 3.0, Kymco chắc chắn sẽ thôn tính toàn bộ thị trường xe điện trên toàn thế giới trong thời gian sắp tới. Cái sự phát triển của dòng xe điện hiện nay, trong những năm gần đây, những dòng xe máy điện là một trong những phương tiện trỗi dậy một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới, được rất nhiều quốc gia khuyến khích sử dụng để thay thế cho những cái xe máy động cơ đốt trong vì cái tính chất bảo vệ và thân thiện với môi trường của những cái dòng xe điện. Hơn nữa, nếu sánh trên cùng một quãng đường thì chi phí sạc điện chỉ bằng 1/5 so với cái tiền đổ xăng của các loại xe máy thông thường. Một ưu điểm nổi trội ăn đứt những cái dòng xe máy ở dụng động cơ đốt trong trong cái thời buổi xăng tăng giá liên tục này. Vẫn thấy những cái sự tiềm năng thị trường xe máy điện, hãng xe Kymco đã ra mắt một bộ tứ Ioniq 3.0 vào cái ngày 18 tháng 3 năm 2021 vừa qua tại thị trường Đài Loan, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nội địa. Ngay lập tức, bốn cái mẫu xe Ioniq 3.0 đã trở thành một cái đề tài bàn luận của những người yêu thích xe máy trên toàn thế giới, vì ai cũng tò mò về cái mẫu xe máy điện của nhà Kymco. Ioniq 3.0, sản phẩm tiện ích và đón đầu cái xu thế mới. Đáp ứng nhu cầu từ người tiêu dùng Đài Loan, thì hãng Kymco đã chọn vào cái tháng 3 năm 2021 để tung ra bốn cái mẫu xe thuộc cái dòng xe điện Ioniq 3.0, gồm có iQOOQ, S6, S7 và S7R. Cái mẫu xe đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn trong cái series Ioniq 3.0 chính là iQOOQ, một mẫu xe điện có thiết kế trang nhã, trung tính, phù hợp với cả nam lẫn nữ. Cái mẫu xe này được hãng Kymco trang bị một cái động cơ là 4.2kW, tương đương khoảng là 5.6 HP, mang cho mình một cái pin là Ioniq lớn, được sạc đầy có thể chạy được một quãng đường khoảng là 90 km. iQOOQ mất 5.6 giây để đạt được tốc độ là 50 km/h và có thể đạt được vận tối đa là 74 km/h. Ở Đài Loan thì iQOOQ có mức giá bán đề xuất là 62.800 tân đài tệ, tương đương lên tới khoảng là 66.800 tân đài tệ, tương đương là khoảng từ 51.2 đến 55 triệu đồng đổi ra tiền Việt Nam. Tiếp theo, anh em chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái mẫu xe S6 thương hiệu đến từ Ioniq 3.0. Cái mẫu xe điện này có thiết kế lịch lãm, mạnh mẽ, cứ như sinh ra dành cho nam giới. Đối với cái chiếc S6, nó dùng cho mình động cơ khoảng 6.5kW, tương đương là 8.7 HP, có tới 2 cái pin của Ioniq 3.0 và sạc đầy đủ đi được một quãng đường là 155 km. Cái mẫu xe này đạt được tốc độ tối đa là 50 km/h trong thời gian 42 giây, có tốc độ đa rơi vào khoảng là 88 km/h. Cái chiếc S6 thì có mức giá bán đề xuất là 82.800 tân đài tệ, đó là tiền Việt ở khoảng là 68 triệu đồng. Và trong cái series Ioniq 3.0, S7 là cái mẫu xe cao cấp của iQOOQ và S6. Chỉ có điều iQOOQ và S6 ở dụng mâm trước và sau 2 inch, thì cái dàn chân của S7 là khác một chút. Mâm trước của S7 12 inch, nhưng cái mâm sau là 13 inch. Em ấy được cung cấp sức mạnh bởi cái động cơ điện 7.2kW, tương đương là 9.6 HP, ở dụng 2 pin của Ioniq 3.0, đi được một quãng đường là 155 km. Khi sạc đầy cũng rất giống như S6, nhưng S7 chỉ mất là 3.7 giây để đạt được tốc độ ra là 50 km/h, có thể chạm ngưỡng vận tốc ra là 92 km/h. Các chiếc S7 phiên bản thường thì có mức giá bán là 88.000 tân đài tệ, tương đương khoảng là 72 triệu đồng Việt Nam. Còn phiên bản có phanh ABS thì có mức giá mắc hơn một chút, 96.800 tân đài tệ, tương đương gần là 80 triệu đồng Việt Nam. Cái phiên bản cuối cùng là S7R, phiên bản mạnh nhất trong tất cả mẫu xe đến từ là Ioniq 3.0. Rất giống như S7 thì S7R cũng được trang bị bánh trước 12 inch, bánh sau 3 inch. Ngoại hình của chiếc S7R không có gì khác biệt nếu so với S6 và S7. Em ấy được sử dụng 2 cái pin Ioniq 3.0,
chi chỉ một quãng đường là 155 km mỗi lần sạc đầy. Cái mẫu xe này phải dùng động cơ là 7,2 kW, tương đương khoảng là 9,6 HP. Hệ thống hộp số động ETS bao gồm tới 2 cái chèo lái vô cùng thao. Cái chiếc S7R đạt được tốc độ là 50 km/h trong vòng là 3,5 giây và tốc độ đạt lên tới được 95 km/h. Gia tốc vận tốc cao nhất trong tất cả mẫu xe của IONOS 3.0. S7R phiên bản thường thì có mức giá là 98.800 tân đại tệ, tương đương khoảng là 81 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản có phanh ABS, mức giá mắc hơn 106.800 tân đại tệ, tương đương gần là 88 triệu Việt Nam đồng. Kim của Việt Nam song hành cùng uy tín, chất lượng đẳng cấp. Tập đoàn Kim của Việt Nam hiện đang ấp ủ một cái dự định sẽ ra mắt cái mẫu xe của IONOS 3.0 tại thị trường Việt Nam. Chắc chắn cái dòng xe này sẽ nhận được rất nhiều tình cảm từ người tiêu dùng. Chứ kể nó còn một cái điểm sáng ở thị trường xe máy điện ở Việt Nam, một thị trường đầy triển vọng nhưng ít bị nhiều hãng xe dòm ngó. Để phát triển một cái mảng xe điện, họ còn phải tiến hành xây dựng nhiều cái trạm sạc thông minh đáp ứng nhu cầu của những khách hàng mua xe. Những cái trạm sạc điện ở Việt Nam sẽ có khả năng sạc điện cực nhanh cho các dòng pin của IONOS 3.0 để người dùng không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Xe máy điện hứa hẹn sẽ tạo ra một cái xu hướng mới trong cái tương lai gần, thay thế cho các dòng xe máy ở dụng động cơ đốt trong. Nếu Kimco gia nhập thị trường Việt Nam lúc này, chắc chắn sẽ tạo ra một cái tiếng vang lớn, hút được mọi nhiều cái sự chú ý từ người tiêu dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, share, subscribe.